Ngọc Trinh đang nỗ lực lấy lại vóc dáng. Á hậu Minh Phương, quản lý của Ngọc Trinh, tiết lộ nữ người mẫu đã hồi phục sức khỏe sau biến cố nhưng bị tăng 2kg, đang nỗ lực tập luyện để tìm lại hình thể săn chắc. Hôm 21 tháng 3, Ngọc Trinh vừa có buổi làm mẫu, chụp ảnh với trang phục áo cưới. Cô được một cộng sự giúp mặc bộ soi ở thắt eo nhưng gặp khó khăn khi cần kéo khóa váy. Ngọc Trinh thú nhận cô đã mập lên, bụng to thấy rõ. Á hậu Minh Phương, quản lý của Ngọc Trinh tiết lộ mỹ nhân quê Trà Vinh tăng khoảng 2kg sau 3 tháng bị tạm giam, không thể tập luyện như thường lệ. Trinh tăng cân ít nhưng hình thể thay đổi. Người không săn chắc như trước, khi chụp ảnh trông khá tròn. Cô ấy đang nỗ lực tập yoga để lấy lại vóc dáng mảnh mai. Tuy hơi béo lên nhưng cơ bản nhìn Trinh vẫn đẹp. Sắp tới khối lượng công việc nhiều chắc Trinh sẽ xuống cân nhanh, Á hậu Minh Phương cho hay. Hồi đầu tháng 3, huấn luyện viên yoga của Ngọc Trinh tiết lộ nữ người mẫu hiện nặng 53,5kg, vòng eo 63cm, không còn số đo 56cm vốn là thương hiệu của cô. Trong những bộ ảnh mới chụp, vóc dáng Ngọc Trinh được nhận xét tròn trịa hơn trước. Thực hiện kiểm tra chỉ số sinh học của cơ thể bằng máy, Ngọc Trinh được thông báo khối lượng mỡ tăng trong khi cơ bắp hao hụt, thấp hơn năm 2023. Theo quản lý, sau gần 2 tháng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, làm việc nhẹ nhàng, Ngọc Trinh đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe. Từ lúc được hưởng án treo và về nhà, Ngọc Trinh bắt đầu quá trình điều trị những vết sẹo do vụ ngã xe mô tô để lại. Minh Phương cho biết việc chữa sẹo của Ngọc Trinh có nhiều tiến triển khả quan, khả năng 6 tháng nữa sẽ hết hẳn. Cuối tháng này Trinh có kế hoạch về quê Trà Vinh làm từ thiện, trao những phần quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, Minh Phương nói. Tháng 8 năm 2023, Ngọc Trinh và các cộng sự chung công ty mỹ phẩm từng về Trà Vinh thăm hỏi những gia đình nghèo và dự định trở lại vào tháng 11 năm 2023 để hỗ trợ người dân. Tuy nhiên sau đó, vì biến cố bị bắt tạm giam và được tại ngoại vào thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán, Ngọc Trinh chưa thể thực hiện lời hứa. Nữ hoàng nội y cho biết nhờ trải qua biến cố lớn trong đời, cô biết trân trọng hơn những gì tốt đẹp đến với mình và đón nhận cả những điều không may một cách tích cực. Tôi biết ơn vì thời gian qua vẫn được nhiều người quan tâm, yêu thương, động viên, Ngọc Trinh nói. Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh. Khởi nghiệp là người mẫu, năm 2016, cô đóng vai chính trong phim điện ảnh Đầu Tay Vòng Eo 56, đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, lấy cảm hứng từ cuộc đời mình. Cuối năm 2023, Ngọc Trinh bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng, bị tạm giam hơn 3 tháng. Tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử tuyên phạt cô mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo và thử thách trong 2 năm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.